Xin chào các bạn, chúng tôi đang có mặt ở chân núi đây để chuẩn bị chinh phục đỉnh rất là cao phía sau kia. Và trong vòng 3 ngày tới, 3 ngày 2 đêm tới, chúng tôi sẽ chinh phục đỉnh núi này. Xin chào các bạn, chúng tôi đang đến đây là chinh phục xong cái mức đầu tiên rồi. Và bây giờ đang lên hành trình để chinh phục nấc thứ hai trong tổng hành trình 2 ngày 2 đêm. Rất tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở đỉnh Kỳ Quan San. Lần đầu tiên tôi đặt chân lên đỉnh này. Và đây thực sự là một nơi kỳ thú. Mà nếu như bạn ham mê leo núi, ham mê chinh phục những đỉnh cao, thì đây là chắc chắn là một địa điểm đến của bạn. Chắc chắn bạn sẽ phải đặt chân lên đây một lần trong cuộc đời. Các bạn thấy không? Khi chúng tôi đứng ở độ cao đây là 3.046m so với mực nước biển. Nó thấp hơn so với đỉnh Phan Xipang một chút thôi. Nhưng con đường đến đây thì vô cùng là hiểm trở, vô cùng là nhiều cảm xúc. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, biển mây rồi thì cây, rồi rất nhiều đỉnh núi phía sau. Rất là tuyệt vời. Và đằng sau lưng tôi đây thì là đồng đội chúng tôi. Đấy, wow, được chưa? Tuyệt vời không ạ? Đấy, đồng đội chúng tôi đấy. Rất là đông. Một ngày nắng, thời tiết tuyệt vời để chúng tôi chinh phục được đỉnh núi này. Để lên được đến đây chúng tôi đã phải đi qua rất là nhiều ngọn núi nhỏ. Đi lên xong rồi lại đi xuống. Xong rồi lại đi lên, xong rồi lại đi xuống. Và đi qua khoảng cỡ 5 hay 7 ngọn núi gì đó thì chúng tôi mới đến đặt chân được lên đến đây. Rất là thú vị.